4 lợi ích vô cùng tuyệt vời khi mà chúng ta quan hệ tình dục vào buổi sáng. Hầu hết hiện nay các cặp vợ chồng cũng như các cặp đôi khi mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta thường lựa chọn cái thời điểm quan hệ vào buổi tối. Và có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để chúng ta lựa chọn cái thời gian vào ban đêm sau một ngày chúng ta làm việc lao động mệt nhọc. Tuy nhiên thì đây cũng là cái nguyên nhân khiến cho trên 50% những lần sinh hoạt vợ chồng không đạt được cái chất lượng cao nhất. Và phụ nữ có những cái thời điểm gì khi mà chúng ta ham muốn cao nhất trong ngày. Tuy nhiên thì rất đáng tiếc đó là gì? Không phải là cái thời gian thuận lợi để quan hệ. Vậy thì cái thời gian tốt nhất để cả hai quan hệ là vào khi nào? Theo các cái nghiên cứu y học thì cái thời điểm từ 5 giờ này cho đến 6 giờ 30 sáng là cái quãng thời gian lý tưởng nhất để các cặp đôi chúng ta ân ái, chúng ta yêu thương nhau. Và vì sao lại là cái khoảng thời gian này? Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái lợi ích khi mà chúng ta quan hệ vào buổi sáng. Đặc biệt là gì? Cái điều cuối cùng sẽ khiến cho bạn bất ngờ. Chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Điều đầu tiên giúp buổi sáng trở thành cái thời điểm hoàn hảo nhất trong ngày để chúng ta quan hệ tình dục là bởi vì cơ thể của bạn lúc này có một cái sự chuẩn bị tuyệt vời để chúng ta quan hệ mà không cần kích thích quá nhiều. Thời điểm tuyệt vời. Và sau khi mà chúng ta nghỉ một đêm, nghỉ ngơi một đêm thì cơ thể của chúng ta đã phục hồi tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng, giúp cho các cái cuộc chiến đấu chúng ta mạnh mẽ và sung sức hơn. Và từ đó nó có thể gia tăng cái chất lượng cuộc yêu thăng hoa hơn, viên mãn hơn. Và cái điều số 2 này, khi mà các bạn chiến đấu vào buổi sáng ấy, thì nó sẽ kéo dài hơn. Lý do là gì? Cái hormone testosterone, hormone sinh dục nam testosterone vào buổi sáng là cao nhất và khiến cho nhu cầu và khả năng tình dục mạnh mẽ nhất. Và nồng độ testosterone khi mà nó tăng cao thì nó sẽ tăng ham muốn tình dục của bạn lên rất là nhiều, cải thiện cái chức năng và khả năng quan hệ của chúng ta. Và ngoài ra thì cái nồng độ testosterone cao nó cũng sẽ làm tăng cái thời gian cương cứng và cái sức mạnh của dương vật ở anh em nam giới. Và do đó cái thời gian quan hệ tình dục vào buổi sáng thường gì? Nó sẽ dài hơn từ 3 cho đến 5 phút so với quan hệ vào các cái thời điểm khác ở trong ngày. Và cái điều số 3 này, đó là gì? Trái ngược với những suy nghĩ của rất nhiều người, trái ngược với hoàn toàn suy nghĩ của mọi người, đó là chúng ta quan hệ vào buổi sáng xong thì chúng ta hay mệt mỏi, uể oải và chúng ta không có sức để làm việc nữa. Đó chỉ là khi mà các bạn quan hệ quá nhiều hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe. Và thực tế khi mà chúng ta quan hệ vào buổi sáng, nó sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta vui vẻ hơn, tinh thần vui vẻ, sảng khoái hơn. Tại sao lại như vậy? Mình sẽ lý giải tại sao lại như vậy, tại sao lại sảng khoái, lại vui khỏe hơn. Bởi vì khi mà chúng ta quan hệ tình dục vào buổi sáng thì có thể cơ thể nó sẽ tạo ra một cái gì? Oxytocin là một cái hormone âu yếm, hormone tình yêu. Và đây là cái chất hóa học được sản xuất ra từ gì? Trong não bộ, nó kiểm soát tình yêu và cái sự kết nối giữa hai người với nhau, kết nối chặt chẽ là nhờ oxytocin. Do đó khi mà chúng ta quan hệ tình dục vào buổi sáng, nó thường giúp cho cả hai bên cảm thấy gì? Gắn kết nhau nhiều hơn. Và điều cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn thay đổi cái thời gian quan hệ ngay lập tức. Và theo rất nhiều những nghiên cứu như này, quan hệ tình dục có thể gì? Đốt cháy 5 calo mỗi phút. Các bạn nhé, 5 calo mỗi phút quan hệ tình dục. Và trung bình mỗi một lần chúng ta quan hệ tình dục vào buổi sáng thì nó có thể đốt cháy gì? 75 calo các bạn nhé. Và điều này tương tự như việc thì chúng ta đi bộ tập thể dục vào buổi sáng 30 phút. Tương tự như việc 30 phút tập thể dục buổi sáng mỗi ngày. Vì thế, thay vì tập thể dục, bạn có thể chiến đấu, kết nối một hiệp, vừa tốt cho sức khỏe, vui vẻ, phấn khởi. Chỉ cần chúng ta dậy sớm nhé. Hãy lưu ý là dậy sớm khoảng 20 phút là đủ để chúng ta kịp chuẩn bị cho bữa ăn sáng, cho con cái, cho công việc của chúng ta. Và như vậy, quan hệ vào buổi sáng mang đến rất nhiều những lợi ích tuyệt vời. Và do đó bạn có thể cân nhắc sắp xếp cái việc quan hệ 1 cho đến 2 lần một tuần hoặc là gì nhiều hơn nữa để chúng ta ân ái và trao yêu thương cho nhau. Các bạn hãy thử thực hiện và cảm nhận sự thay đổi này nhé. Còn nếu mà anh em nào mà đang thực hiện rồi thì hãy bình luận, hãy chia sẻ để chúng ta có những cái góc nhìn, quan điểm về cái vấn đề này. Nếu các bạn đang gặp bất cứ một các vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, các cái vấn đề về bệnh lý nam khoa như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn ở cả nam và nữ giới, rất nhiều chị em gặp các vấn đề về suy giảm ham muốn hoặc là gì khô hạn, thì hãy liên hệ trực tiếp với mình để nhận được cái sự tư vấn chuẩn y khoa, chuẩn khoa học nhất để chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng của sức khỏe của chúng ta.
Và một điều tuyệt vời hơn nữa là mình luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh đồng hành, hỗ trợ cùng bạn trên cái hành trình đó. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.